Rồi từ từ bà Kiều ra cứu nghe anh em. Đó, anh em nào mà chơi cứu thì bà Kiều ra cứu nha. Đi rồi. Đây. Cứu về, cứu về. Chim đây, chim đây, chim rất là đẹp cả nhà. Mua coi. Có con dao để trên bàn, có con dao em nắm á. Mày che dao nữa hả? Cho chị cái ghế coi. Đây, con gì đây? Con Hồng Hạnh. Đây, em Hồng Hạnh nha. Em Hồng Hạnh về nha. Hồng Hạnh Đà Lạt nha cả nhà. Đó. Rồi bỏ cái con Hồng Hạnh này ở đâu đây? Ở bên đó còn học không bố? Đây Hồng Hạnh nha cả nhà. Hồng Hạnh này hót rất là hay luôn. Chim rất là đẹp luôn. Hồng Hạnh là 200 một bé nha. Một bé 200 nha cả nhà. Em cứ cho đỡ vào đây đi rồi tắt. Đỡ. Em này nắm trên tay hót luôn. Con xanh tím nha cả nhà. À, rồi em ơi. Hà ơi cứu ăn cám rồi. Đó, trời ơi con xanh tím dễ thương quá cả nhà. Đó, xanh tím mà bà Kiều nắm trên tay cũng hót. Sao chịu nổi. Ôi trời ơi. Bé này quá dễ thương luôn. Hót luôn, hót cho anh em xem đi. Đó, thấy cưng không cả nhà? Em xin tím nha. Kha Kha ơi. Bỏ mở lên đây nè. Kha Kha dẹp cái đó xuống cho anh không? À, em xin tím hót, hót, hót qua đây nè bố. Chào Văn Sự nha. Đây. Bà Kiều đang cần 50 giờ đắp chiền nè. Anh em nào có quăng xuống Sài Gòn cho bà Kiều với nha. Xin giá. Minh Khôi xin giá con nào. Đây bà Kiều đang cần hàng đủ các loại hàng nè. Giờ đắp thì cần 50 em, 100 em cũng được. Anh em nào có thì cứ quăng qua cho bà Kiều. Em xin tím này rất là hay luôn đó, chơi luôn, chơi luôn. Vậy sao chịu nổi. À, xanh tím à. Ờ, con xanh tím này thì để cho 300 đó. Em này là đấu hót ok rồi. Ôi trời ơi là trời, chim gì mà ngộ quá. Em này là 300 nha bố. Bố không, không có chỗ bỏ, bỏ vô đây luôn hả? Rồi bỏ vô đây đó, chơi luôn, chơi luôn. Đó, để bà Kiều quay vô cái lồng. Sao mà quay được. Kha ơi, cho một cái thùng gì lên đây coi. Ok, anh Mai quý được. Rồi để lên đó. Chào sếp nha. Sếp tổng. Lâu quá nghe sếp tổng. Tiếp tục hành trình nha cả nhà. Từ từ bà Kiều sẽ lên tiếp nha. Đây, xanh tím tiếp đây, xanh tím đây. Đó. Đấu hót luôn cho anh em xem luôn. Đó, xanh tím nha cả nhà. Đó. Đó, chim bà Kiều là vậy không đó cả nhà. Đó, chim bà Kiều là bắt trên tay là chơi luôn. Các loại chim luôn. Em này là em chiền nha cả nhà. Đó, em chiền nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, em này là em chiền nha. Đó, em chiền nha. Nóng quá, nóng quá. Rồi, tiếp tục hành trình nha cả nhà. Từ từ chứ không thôi là thả chim bay chồng nó không nó quýnh chết luôn. Hồng Hạnh nè, đó Hồng Hạnh rất là đẹp.
cứu hót, cứu hót vang rừng nha cả nhà. Đó, cứu hót vang rừng, vang rừng, vang rừng. Đó, hồng hạnh nè. Rồi cho nước cho sâu bên kia lẹt đi Kha ơi. Làm nước một lạt xong rồi qua làm sâu đó, làm sâu qua làm nước. Làm rẹt đi rồi qua bên này. Chim rất là nhiều luôn, đó hồng hạnh nè. Đó, có xanh lam nữa nghe cả nhà. Đó. Xanh lam màu màu núi, màu suối, con gì cũng có, bà kiều, chim gì cũng có mà tiền không có. Quá trời chim luôn. Đây em ốc mít nha, để bà kiều ra ốc mít nha. Ốc mít, ốc mít, ốc mít, ốc mít nè. Đây bà kiều bắt con ốc mít ra. Đây một em bé ốc mít nha, bé này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh đó, em ốc mít nha cả nhà. Ốc mít này thì 150 một bé nha, một bé 150. Luôn nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Rồi tiếp tục hành trình của bà kiều đây, nhầm nói nha cả nhà. Đó cứu ca ban nè, đó tiệm bà kiều ở 121 Phạm Văn Bạch, phường 15 Tân Bình. Đây nhầm nói nha cả nhà, rồi những em nhầm nói rất là dễ thương. À khứu, à khứu thì bà kiều quay khứu đây chứ bà kiều bỏ vào học hết rồi. Khứu ca ban 2,5 triệu một bé nha. Đây khứu mung thì 1,6 triệu, khứu bạc má ca ban thì 2,5 triệu. Đó có một cặp rinh. Thì anh em nào thích nuôi sinh sản thì có một cặp riêng nha. Đó khứu, khứu quá trời là khứu luôn. Ốc mít 150 một con à, Huy Phạm ơi. Rồi ốc mít thuộc thì giá khác nha. À, tích te te. Đó, ốc mít nè, ốc mít nè, ốc mít này chơi dữ lắm, đấu đá dữ lắm. Em này thì chim thuộc nha cả nhà, đó. Có lửa chiền. Lửa chiền là 400 một bé 400. Thanh tước thuộc nha cả nhà. Em thanh tước thuộc này là 1,5 triệu một em nha. Đó, ốc mít nè. Chim thì rất là nhiều, anh em quẹo lựa nha. Đây thanh tước Trung Quốc thuộc 1,5 triệu. À, thanh tước thuộc nha, đá tay đá chân đá tầm lum luôn. À, em này rất là đẹp luôn. Rồi anh em mua chim gì thì cứ inbox cho bà kiều, bà kiều xuống like nha. Đó, thanh tước nè, lửa chiền trống mái nè cả nhà. Đó, bằng anh bằng em nè. Đó, hàng về rất là nhiều. Khứu đỏ, chuối tiêu, khứu 2,5 triệu một bé, một bé 2,5 triệu nha, hàng ca ban nha cả nhà. Mi bổi chưa có vô anh Quang Giang ơi, bây giờ có mi thuộc không à, mi bổi chưa có hàng, vài bữa nữa mới có mi bổi. Đây thang chiền trống mái nha cả nhà. Có hồng hạnh, hồng hạnh mới về. Đây hồng hạnh mới về. Đó, hồng hạnh mới về.
Ông Hạnh mới về, ốc mít mới về luôn đó, ốc mít chiền, ốc mít bổi, ốc gì cũng có luôn.